Kính thưa quý vị, sáng ngày 28 tháng 9 năm 2023, tại văn phòng ban trị sự Chùa Phù Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, đã diễn ra hội nghị công bố quyết định chuẩn y và ra mắt nhân sự các ban trực thuộc ban trị, Nam, Nguyên, thành, trực trị sự, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ năm 2022-2027. Tham dự có Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, sau phát biểu khai mạc của Đại Đức Thích Trúc Tiếp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Đại Đức Thích Thiện Bảo, Tránh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh báo cáo tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2022-2027 và đọc danh sách nhân sự các ban chuyên môn theo quyết định chuẩn y nhân sự chính thức của Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Phát biểu chỉ đạo, Thượng tọa Thích Nguyên Thành ghi nhận, tán thán công đức của chư tăng ni và Phật tử đã đóng góp công đức cho sự phát triển của Phật giáo tỉnh qua các nhiệm kỳ. Thượng tọa nhấn mạnh đến vai trò của các ban chuyên môn trực thuộc Ban trị sự tỉnh có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường trực Ban trị sự tỉnh trong các hoạt động Phật sự tại tỉnh nhà. Sau khi nhận quyết định chuẩn y nhân sự, các ban chuyên môn trực thuộc có phiên họp đầu tiên để triển khai các hoạt động Phật sự.